những câu trong ngày sentences of the day những câu nói trong bài học này bao gồm tôi sống ở tầng thứ ba nhiều người thừa cân ở mỹ chuyến bay của anh ta đến vào lúc 6 giờ sáng làm ơn đừng làm phiền tôi nữa tôi thường xuyên bị đau lưng tôi sống ở tầng ba i live on the third floor 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 Các bạn nào mà ở tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai Tầng thứ nhất là first floor I live on the first floor first floor Còn tầng thứ hai là I live on the second floor second floor Còn đây là I live on the third floor I live on the third floor tôi I I là tôi I I là tôi I I Live Live là sống Sinh sống ở nơi nào đó Live Live I live Tôi sống I live Ví dụ đây là I live Tôi sống ở tầng thứ ba I live on the third floor I live on the on the ở trên ở trên cái gì đó on the ở đây là on the third floor ở trên lầu 3 on the on the third floor third floor là tầng thứ ba lầu 3 third floor third là thứ ba floor là lầu còn các bạn nào ở lầu nhất lầu số 1 là first floor first floor còn lầu 2 là second floor. Second floor là lầu thứ hai. Còn trong đây là third floor, lầu 3. I live on the third floor. I live on the third floor. I live on the third floor. Chuyến bay của anh ta đến vào lúc 6 giờ sáng. His flight arrived at 6 o'clock in the morning. His flight arrive at six o'clock in the morning. His flight arrive at six o'clock in the morning. His flight arrive at six o'clock in the morning. His, la guan ay, his, 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 flight, flight la jung bai, for light, for light, flight. Nói chậm là flight, flight, flight là chuyến bay. His flight, chuyến bay của anh ta, chuyến bay của anh ấy. His flight, his flight, his flight, his flight, his flight arrive, his flight. Arrive là tới, tới nơi. Arrive, 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 arrive là tới. His flight arrive. His flight arrive at 6 o'clock in the morning. At vào lúc. At là vào lúc. Ở đây là at 6 o'clock vào lúc 6 giờ. At. At. At là vào lúc. 6 o'clock. 6 giờ đúng. 6 o'clock. 6 o'clock là 6 giờ đúng còn nếu mà năm giờ đúng thì, five o'clock. Five o'clock là năm giờ. còn nếu mà bảy giờ thì, seven o'clock. Seven o'clock. còn đây là six o'clock, sáu giờ. sáu giờ đúng? At six o'clock, vào lúc sáu giờ. At six o'clock. At six o'clock. At six o'clock. In the morning, vào buổi sáng. In the morning. In the morning, in the morning, in the morning, in the morning, vao bu sang. Morning, morning la bu sang. Morning, morning, morning. His flight arrived at six o'clock in the morning. His flight arrived at six o'clock in the morning. His flight arrived at six o'clock in the morning. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Please stop, please stop hassling me. Please stop hassling me. Please stop hassling me. Please stop hassling me. Please là xin, làm ơn. Please, 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 stop, dừng lại. Stop, Stop. Stop. Please stop. Làm ơn dừng lại. Xin dừng lại. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Hustling. Hustling là làm phiền. Làm phiền. Hustling. 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 me. Tôi. Tôi là me. Me. Me là tôi, me. Hassling me, làm phiền tôi. Hassling me, làm phiền tôi. Hassling me. Please stop hassling me. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Làm ơn đừng làm phiền tôi. Please stop hassling me. Please stop hassling me. Please stop hassling me. Nhiều người thừa cân ở Mỹ. Many people are overweight In the U.S., many people are overweight. In the U.S., many people are overweight. In the U.S., many, many like you many, 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 many people, people là người, mọi người, people, people. Many people, nhiều người, có nhiều người. Many people, many people, many people are overweight in the US. nhiều người thừa cân ở mỹ. Overweight là dư cân, thừa cân, béo phì. Overweight, overweight. nếu mà tách hai chữ này ra, over là dư over là dư, weight là cân, weight là cân. Còn ghép hai cái này vào là overweight, overweight là dư cân, overweight, overweight. In, in là ở trong, in, ví dụ để ở trong nước Mỹ, ở trong Hoa Kỳ, in the US, in the US, in, in, in the US, tại Hoa Kỳ, in the US, Tai Hoa In the U.S., many people are overweight. In the U.S., many people are overweight. In the U.S., many people are overweight. In the U.S., tôi thường xuyên bị đau lưng. I often have backache. I often have backache. I often have backache. I often have backache. I là tôi. I. Often. Often là thường, thường xuyên. Often. 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 Như lúc các bạn nghe là often hoặc là often. Often hoặc là often. Tùy theo người nói. Nhưng mà cái nào cũng được hết. Often. Thường thường, thường xuyên. Often. Thường xuyên. Often. I often, tôi thường xuyên. I often, I often, I often have backache. Tôi thường xuyên bị đau lưng. I often, tôi thường xuyên. Có là have, have là có, have, have. Backache, backache là đau lưng. Đau lưng là backache, 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 backache. back ache, back ache. I often have 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 back ache. Và bây giờ mình hãy ôn lại coi các bạn có nhớ được bao nhiêu. Ok. Tôi sống ở tầng thứ ba. I live on the third floor. I là tôi. Live là sống, sinh sống. Live, I live, tôi sống. On the, ở trên, ở trên cái gì đó. On the, third floor, tầng thứ ba. I live on the third floor. Nhiều người thừa cân ở Mỹ. Many people are overweight in the US. Many là nhiều. People, người, mỗi người, many people nhiều người overweight thừa cân dư cân in là ở trong in the US tại Hoa Kỳ in the US many people are overweight in the US chuyến bay của anh ta đến vào lúc 6 giờ sáng his flight arrive at 6 o'clock in the morning his của anh ấy của anh ta flight là chuyến bay his flight his flight chuyến bay của anh ta arrive là tới nơi arrive là tới tới nơi arrive at vào lúc at 6 o'clock 6 giờ đúng 6 o'clock at 6 o'clock vào lúc 6 giờ đúng in the morning vào buổi sáng morning là buổi sáng His flight arrived at 6 o'clock in the morning. Làm ơn đừng làm phiền tôi. Please stop hassling me. Please, xin, làm ơn. Làm ơn đi, please. Stop, dừng lại. Stop. Please stop. Làm ơn dừng lại. Please stop. Hassling, làm phiền. Hassling, hassling, làm phiền. Me là tôi. Me. Hassling me, làm phiền tôi. Please stop hassling me. Tôi thường xuyên bị đau lưng. I have, I often have backache. I often have backache. I là tôi. Often, thường xuyên, thường thường. I often, tôi thường, tôi thường xuyên. Have là có, have. Backache, backache là đau lưng, backache. Ok, cảm ơn thời gian của các bạn và hạnh sẽ gặp các bạn vào bài học số 2. Bye bye. Nếu các bạn cảm thấy chủ đề hôm nay thú vị, hãy cho mình một cái like và subscribe. Nếu các bạn chưa có đăng ký với channel, subscribe để mỗi lần video nào mới đăng lên, các bạn sẽ thấy nhanh nhất. Mình rất cảm kích các bạn rất là nhiều. Cảm ơn thời gian của các bạn và mong gặp các bạn trong những video của lần sau. Bye bye.